Dạ. Đây các bạn có mua đồ ghé qua đây nha. Gốc đồ như thế này có giá 500 ngàn đồng thôi. Là sức mua yếu ha. Dạ. 500 ngàn đồng mà mua được gốc đào rồi. Còn nếu mà cúc, tôi có bán không? Cúc này không? Có 250 cặp. Có 250 cặp thôi. Trời ơi. Thấy họ ngồi họ than. Là chậm hơn, yếu hơn rất nhiều so với năm ngoái hả chú? Yếu hơn nhiều. Cái gốc nhỏ phía trước là 500, còn cái gốc phía sau sẽ là 1 triệu. Chào các bạn, hiện tại là khoảng độ 8 giờ tối ngày 18 tháng 1 2023, tức là 27 Tết ha. Đây, chợ hoa Tết, công viên 23 tháng 9 quận Nhất, góc đường Nguyễn Thiện Nghĩa. Tối hôm nay chúng ta cùng nhau đi xem không khí chợ hoa Tết này nha. Hôm bữa quay buổi sáng rồi, lúc này cũng khá nhộn nhịp vui nha các bạn. Hôm nay cái lượng bông nhiều hơn nữa. Đó, cúc, vạn thọ, bông giấy, mãn đinh hồng nữa kìa. Có bán bưởi luôn, 50 ngàn đồng một ký, chắc là bưởi da xanh. Bưởi da xanh anh trai hả? 50 ngàn đồng một ký, dễ mua dễ bán ha. Không có tăng giá nhiều so với ngày thường. Bưởi loại 1, mãn đinh hồng. Bữa nay cái lượng hoa nhiều hơn bữa luôn. Đi ngắm hoa ngắm bông. Dạ rồi, bước qua. Nhìn qua ngoài kia, kẹo bông gòn với lại xôi. Ở đây là cúc. Cây chụp hình nhiều, bán được hai chậu dạng họ rồi kìa. Ở đây bán gì đây? Bánh chuối nướng. Rồi, bốn chậu, nghe bốn chậu. Xe hả? Rồi, thơm quá trời. Thơm phức, kiếm vài cặp đem về. Cặp nhiêu vậy chú? Cặp nhiêu à? 208 hả? Dạ. Nhạc thò 208, cảm ơn anh. Cặp lớn. Lên xe. Hai trăm tám là giá cao. Mỗi người báo một cái loại giá. Rồi, bán được tất cả 4 chậu, trong đó có 2 chậu dặn thọ, 2 chậu cúc mâm xôi. Dù sao thì nói chung là mình biết được nhiều giá, nhưng mà người đi mua lần đầu thì nói chung 250, 280 cũng được, miễn là vui thôi. Tết ít chạy giá. Để chụp hình cái đi tiếp. Thì tiếp tục đi. Bung hả? Bung là chồng chú cái bung. Cục đầy đó quá. Hoa hướng dương, mãn đình hồng, bông dừa cạn. Lưỡi hoa luôn. Bông gì nè? Dạ, Ngọc Hân. Ồ, Ngọc Hân công chúa hả? Ngọc Hân công chúa. Tên lạ quá, lần đầu tiên thấy. Nó có màu tím tím. Wow, đằng kia bán được quá trời cúc luôn kìa. Rồi. Thấy chưa? Nguyên xe luôn. Bán hay là chở lên ta? Chắc là bán rồi. Có nhiều công ty hoặc là doanh nghiệp họ sẽ mua rất nhiều để về họ trưng.
Ồ, thanh long nữa nè, bữa nay cái lượng hoa, lượng đồ nó sẽ sơm tụ hơn bữa. Đây thanh long. Thấy nhiều quá. Nguyên chiếc xe chở bông. Quá chở bông. Cái này là họ mua hết rồi đó không chú? Dạ. Đó, họ mua hết rồi. Quá trời, bừng ra. Dạ. Đó. Mừng cho người bán. Ngược trở lại. Họ bán được rất nhiều. Khúc đầy đó đây. Trời ơi, cao quá trời cao. Khoảng độ 1m7. Sức mua tốt không chị? Dạ, năm nay nó chậm hả? Chậm lắm. Bữa nay 27. Khách đi dạo nhiều. Họ chị hy vọng là vào 28, 29 là nhiều khi là sẽ đổ dồn về. Dạ. Mà chị bán cái cúc này bán làm sao? Bán có 280 một cặp. 280 hả? Rất là dẻo. Ờ, mềm lắm. Rồi các bạn mua cúc ghé qua đây ủng hộ chị nha. Đây bà con dịch vụ gì nước ghé qua gặp chị này ở đây. Dạ, mình quế đâu chị? Gò Công. Gò Công Tiền Giang. Gò Công Tây, Gò Công Đông chị? Đây. Gò Công Tây hả? Dạ. Rồi bà con. Đã từng ghé qua Gò Công. 280 các bạn. Giá mềm nha. Ghé qua đây coi đây. Cái này là dạng cúc đại đóa đúng không ta? Đại đóa của Hà Lan. Dạ. Đẹp các bạn, hai chậu á. Có 280 thôi, dễ mua dễ bán. Đó. Quay luôn cái cây này, nó có độ cao đó, vàng rất lên luôn. Rồi qua mua ủng hộ chị nha. Dạng thọ, em chào chị hả chị? Yeah. 280 vậy mua cho hai chậu cúc. Bình thường mình thấy cũng khoảng độ 300 đó. Bữa nay như chị Hà xuống 20.000 nữa. Dễ thương. Hà là vậy chứ đừng nói thấp như cái kiểu nãy bán con vàng thọ nãy là hơi thấp đó. Tại đại đa số dạng thọ là bán khoảng độ 150 tới 200 mà. Và từ đây cũng là bông hướng dương. Rồi chúng ta hãy bóc nha. Thuốc đằng xa có tắt. Nhìn cái gương mặt của chị hồi nãy hơi buồn buồn các bạn. Do cái sức mua nó yếu. Người đi ngắm nhiều hơn. Hy vọng là ngày 28, 29 là cái lực mua nó tốt hơn. Rồi nó mở nhà. Mình xin phép đi vô người khác nha. Đây qua tới đây các bạn thấy nè, những cây tắc cao quá trời cao luôn. 2 mét mấy tới 3 mét. Trái rất nhiều nha. Rồi, tiếc quá, nhạt quá trời nhạt. Rất khó để quay. Cũng là bông dạng thọ với lại hướng dương. Như mọi năm á, nếu mà theo chị nói là 27 là bắt đầu nó rộ lên lắm rồi. Tại người ta đã nghỉ Tết rồi. Chúng ta tiếp tục đi qua hướng này. Góc đầu lớn ha. Ôi nở quá trời nở luôn, một trong cái bọc ni lông rồi. Nhìn mặt tiểu thương buôn bán thấy buồn buồn. Rồi bán được một chậu đi cũng mừng đi nè. Chậu nhỏ.
qua đây. Cắt cho có đi lỗ sâu. Rồi đi. Qua khúc này là tắt với bưởi diễn. Rồi bán được một chậu dạng hoa đào. Đào này đỏ rực kìa. Cái bò kia kìa. Cái bò kia kìa. Bò kia nó được đó. Hoa đào nở quá trời luôn, đỏ thấm luôn các bạn. Ôi, cây này đẹp quá. Sức mua tốt không anh? Dạ. Sức mua tốt không? Nói chung hôm nay cũng được. Bữa nay được hả? Thì cũng mừng ha. Rồi, chúc anh mua bài bán đó. Dạ. Thấy anh trai đánh cười. Giờ coi như cái khúc này thì đào bán được ha. Gọi là cũng tùy người nữa. Đây bán được hai cái nhánh đào, gọi là chặt ra luôn rồi. Ở trên cái ngọn. Năm ngoái là ba bữa Tết là coi như là chặt bán ra, bán ba bán ra đó. Rõ ràng các bạn thấy không, nếu mà mua những chậu mai nhỏ kiểu là chiếc cành mà 200.000 thì tốt nhất mua một cây mai 500.000 hoặc là một cây đào 500.000 chơi đã hơn. Đây để bán được một cây mai với lại hai chậu cúc. Chưa qua lượng hoa còn rất nhiều. Rõ là thương lái thì nhiều hơn là cái người mua. Khách sạn New World. New World cũng trình bày hai cái chậu cúc đại lóa đó để xem bên kia có bán được cây nữa không. Năm nay kéo theo dịch vụ về vận chuyển hoa cũng sẽ giảm xuống luôn, người mua ít. Bữa nay mình lùa quá mà. Wow, cây này quá trời.
rồi, qua tới đây là khu vực bán địa lan nha. Khu vực này các bạn thấy nè, cái lượng người đi khá nhiều. Rồi, chúng ta quẹo hướng tay trái nha. Chủ yếu là đi xem các bạn, xem nhiều hơn. Đi hình top 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 nha, những gia đình đó. Ở đây trưng bày cúc rất nhiều, loại hoa hướng dương. Gia đình này đang ngắm hoa hướng dương nè. Nãy giờ mình đi mình thấy là chủ yếu là đi ngắm, đi xem nhiều hơn, dệt mua, chụp hình cũng nhiều. Đây cúc mâm xôi ha. Mang theo hai con chó để chụp hình nữa. Phần lớn là các bạn trẻ. Thực sự mình thấy thì cái dòng trung niên với hai là người lớn tuổi á, sẽ có khuynh hướng họ mua hoa nhiều hơn. Các bạn trẻ đó có khuynh hướng để chụp hình nhiều hơn. Đi dọc theo cái hướng này hồi nãy giờ không thấy người mua, chỉ thấy người đi xem thôi. Rồi, bên góc tay phải có bán dừa nha. Một cái màu vàng các bạn. Nhớ về khu vực chợ hoa Tết bên Bình Đông quận 8 cũng bán cái loại dừa này nè. Đây các bạn xem nha. Ở này em này nói giá một trái dừa là 150. Còn cái trái mà chúc mừng năm mới là trái 200. Ở đây là bạn sự như ý. Ở bên trong như có nhũ vàng các bạn. Bên đây vạn sự. Bên góc tay phải như ý. Nói chung thấy thì cũng đẹp, tuy nhiên là mình phải thích những cái cây cảnh có thế tự nhiên hơn. Rồi, chúng ta đi qua kia, đằng kia khá là lạ các bạn. Ở đây có loại ớt nha, ớt chuông. Họ bán hình từng chậu, chúng ta thấy có trái màu vàng nè và đỏ. Kể cả ớt xanh. Rồi cái tắc. Tâm sự với hai người bán hoa ha. Bán hoa cúc và bán hoa đào. Nó lực mua yếu thì thấy buồn buồn các bạn. Thực sự rất rất hy vọng là 28-29 nó sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên thực sự là năm nay kinh tế đi xuống cho nên nhiều người thu nhập cũng bị giảm. Và đây một chậu hoa mai rất là đẹp, đã vàng rực luôn. Mình đi các chợ hoa Tết ở Sài Gòn, thực sự mình cảm thấy là đại đa số bây giờ là họ đã bán giá gọi là không có gọi là nói thấp nữa đó. Có một vài trường hợp thôi, còn như là mình thấy là họ công bố giá là giá mềm luôn, dễ mua luôn á. Như là vàng thọ 80.000 đồng, có chỗ bán cặp như cặp nhỏ nha. Chỗ lớn hơn 150-200, cúc thì 200, có chỗ bán cả 180 rồi 280. Nói chung là rất dễ mua, trong khoảng độ 200 thôi. Kể cả bông giấy cũng 200 nữa. Rồi mai thì 500, có nguyên một cái cây. Rồi như nãy mình thấy là đào cũng có 500. Bông hồng thì 100 cho một chậu là cũng có được 4-5 bông gì đó. Tiếp tục cũng là mai nha. Hoa này rất là đẹp, rất nhiều cánh các bạn, cánh tròn. Nó bầu tròn á. Nhìn nó tròn chỉnh ha.
Rồi hay quá, đằng kia bán được một chậu cây rồi. Một chậu mai các bạn nha. Ánh sáng có lúc hơi yếu và hơi mờ. Rồi cô này đang lựa hoa mai nha. Còn ngoài đây dòng người các bạn thấy nè, cũng là đi ngắm cảnh thôi. Rồi chậu mai đều được chở đi. Một chậu. Đây cúc các bạn. So với năm vừa rồi là mình thấy là cái lượng người đi là ít hơn các bạn. Mình nhớ cái năm vừa rồi là cái ngày này 27 là đông đông lắm luôn á. Hôm nay thấy thưa thớt quá. Một phần có thể là rất rất nhiều người đã về quê ăn Tết rồi, ăn Tết sớm á. Do là tình trạng của công nhân gọi là bị không có việc làm á, về quê sớm rất nhiều. Vực bông nhãn thọ. Rồi góc bên tay trái này bán dưa nha. Dưa này chắc là vẽ lên rồi nè. Đó. Đa tài đa lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Ở góc này có vẻ hình của con cá chép. Rồi, ở dưới là hoa trạng nguyên, ở trên là dạng như giống đồng tiền màu đỏ. Rõ ràng các bạn thấy không, nếu mà đi ngắm hoa thì buổi sáng sẽ hay hơn. Tuy nhiên không khí mà nhộn nhịp thì nó là buổi tối, đại đa số là người Sài Gòn đến đây sẽ rơi vào chiều tối. Khí trời nó mát mẻ hơn á. Còn buổi sáng nhiều khi cũng bận rộn. Ở đây họ bán một số cái loại rổ tre nha. Nguyên cả một công viên rất là lớn mà nãy giờ mình thấy cái điếm cái lượng người mua thực sự không nhiều. Cái lượng hàng đi ra đi vô hoa giấy các bạn. Rồi tiếp tục ngoài kia là cúc. Ra tới ngoài đây chính là góc đường Nguyễn Thị Nghĩa các bạn ha. Và bên đây là khu vực bán cúc, bán đào. Thấy hai người bán nè, rồi chú này ngồi mệt luôn rồi. Không thấy người đến ngắm, cũng không thấy người mua. Đây mình sẽ hỏi chuyện sau nha, bây giờ các bạn sẽ thấy là cái này hồng phai nha các bạn. Nếu mình đoán không sai á, những cái gốc đào thì chắc khoảng độ 500 ngàn đồng hơn à. Hồng phai, nở rất nhiều rồi. Đây các bạn có mua đào ghé qua đây nha. Gốc đào như thế này có giá 500 ngàn đồng thôi. Là sức mua yếu ha. Dạ 500 ngàn đồng mà mua được gốc đào rồi. Còn nếu mà cúc chú có bán không? Cúc này không? Có 250 một cặp. Có 250 một cặp thôi. Trời ơi. Thấy họ ngồi họ than. Là chậm hơn, yếu hơn rất nhiều so với năm ngoái hả chú? Yếu hơn nhiều. Cái gốc nhỏ phía trước là 500, còn cái gốc phía sau sẽ là 1 triệu. Cao hơn đây, những gốc đào sau 1 triệu các bạn. Cầm 1 triệu đồng như mua đào được rồi. Đây gốc này cũng là 500 nè. Đó 500 nè, đó các bạn nhìn nha. Giá này giá mềm. Thấy họ ngồi luôn á, 27 rồi.
Đây ngay góc này các bạn nha, 500 ngàn. Và qua tới khu vực này chính là khu vực bán mai chú thủy ha. Thì mai chú thủy ở đây có giá là 250, 350, 500 và 800 các bạn. Mình có nói chuyện với anh chủ của khu vực này thì anh nói là thuê khu vực này anh bán từ ngày 22 nha, tới trưa ngày 30 Tết là 14 triệu đồng các bạn, một con số tiền rất là lớn. Gương mặt anh buồn buồn, anh nói là năm nay lực bán rất là yếu. Anh còn kết thêm một cái câu nữa là năm nay những người bán hoa thế này thực sự là sẽ có một cái Tết buồn. Không biết phải nói sao nữa, nhưng thực sự mà nói là những cái gốc mai chú thủy như thế này các bạn thấy không, giá rẻ 250, 350, 500, 800 thì rất là dễ mua. Mình nghĩ là một lát mình sẽ mua một cái chậu mai chú thủy để mang về và là ủng hộ. Đây các bạn xem nè, đó tạo dáng như thế này luôn nha. Như cái cây này là có giá 350 nè các bạn. Còn gốc bên đây là 800 nha, 1, 2, 3, 4. Nó có 5 nhánh. Các bạn thích mai chú thủy, thích cái mùi thơm của nó thì ghé qua đây. Mùi nó thơm lắm luôn á, để trong nhà là sẽ cực kỳ thơm. Dạy còn khỏe nữa nè. Bán được mấy chậu dạng thọ rồi. Mừng. Ngoài đây bán được mấy chậu cúc các bạn. Cúc này đông vui hơn ha. Nhộn nhịp chỗ này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Mình sẽ còn trở lại công viên 23 tháng 9 vào ngày 30 Tết để xem như thế nào. Hy vọng từ nay qua ngày 28, 29 họ sẽ bán được hàng. Đây, xe chở hàng đi về. Tất cả là 4 chậu. Đây các bạn, mình đã mua một chậu mai chú thủy về ha. Ở đây là 350 nè. Thì ảnh nói với mình đây là một cái gốc luôn chứ không phải là chiếc cành. Mình không có phải là cái người chuyên về cây cảnh, không có rõ có phải như vậy không. Nhưng dù sao 350 thực ra giá cũng vẫn thấy mềm. Sới công chăm sóc ra rất nhiều bông và tạo dáng thế này, dù sao đi nữa thì có thể chơi được mùa Tết. Nếu mà thực sự nó là một cái gốc luôn á, tiếp tục mọc, tiếp tục phát triển thì mừng. 350 các bạn thấy ha, một tầng, hai tầng. Cái hoa ở đây nó sẽ hơi nhỏ các bạn, do mình cảm thấy là cái dinh dưỡng có thể nó hơi yếu. Ở bên nhà má mình sẽ trồng một cái cây và tạo thành những cái vòng và cái hoa nó sẽ lớn hơn. Đây, 350. Rất là thơm.